Rồi, hello, xin chào tất cả anh em nha. Em Thuận Nguyễn, chuyên Mai Dừng, núi đá Bình Thuận. Anh em đi núi nha anh em. Đi ở lại 3-4 ngày nha. Đây, đi nhóm em gồm 2 top, 7 người. Đây, đang làm cái mai khủng như vậy nè. Đồ đá. Đường sâu núi thẳm nha nè. Cây này hoành cũng 100 ạ. Đường sâu mới còn mai khủng nha anh em. Chiều em về em quay cái trại của em cho anh em xem. Đội ra để lấy dễ. Anh chồng Phú Linh có phát biểu gì không? Sâu quá, đắm đuối rồi nè. Anh em làm rồi toàn bộ cưa tay hết nha anh em. Cây cưa này. Cưa này có thể cưa hoành trăm dữ luôn, bén. Đang sẽ dừng mãi cưa bén. Đồ nghe này, muốn dừa, chọn bén. Đội 20 tấn. Ăn mỗi cái mai này. Thằng trên chỗ đây là 60 50. Hôm nay trời cũng mát, giờ này tầm 11-12 giờ mà trời cũng mát. Nếu mình làm mình phiên về trời cũng tầm 2-3 tiếng. Lấy được cái mai chua chát rồi. Dạ.
có nữa chút chút còn cái này là thôi. Sớm cầm mai hàng khủng nè, hoành gốc cỡ 80. Anh em chỉ theo tàn lấy tàn nó luôn, nên nó có 6 cái tàn. Ủa, thoát thăng lên cỡ 3 mét á, 3 mét nó bung qua da năm chi, ngũ phúc, kẹt đá nè, đá quá luôn. Này khủng ạ. Tàn đẹp. Cái này thấy 80 kg nè. Thấy đây luôn à. Đó luôn ạ. Đó phải 5 mét. Cái này có giá mà lấy được à, kẹt đá. Được giá mà lấy nổi. Đục đá đồ đồ hết. Đục đá rồi. Đục đá là cắt cây đi nha. Cái này quá đẹp luôn. Cái chi nhỏ dưới lên nữa mà. Chi nữa. Chi chà bá nè. Chi bự bự ngoài chi nè. Chi hoành 40 không á? Chi hoành 40 3 mấy không? Chi bự bự không? Mà thấy gì đúng gì giờ lên mai chà bá trời.